Sau 5 ngày tranh tài hấp dẫn, giải bóng chuyền Công an TP HCM mở rộng lần thứ nhất khép lại bằng trận chung kết giữa hai đội TP HCM và chủ nhà Công an TP HCM. Trận chung kết giải bóng chuyền Công an TP HCM mở rộng lần thứ nhất giữa đội Công an TP HCM với câu lạc bộ TP HCM diễn ra giằng co hấp dẫn ngay từ set thi đấu đầu tiên. Hàng ngàn khán giả đến chật kín nhà thi đấu Tân Bình là chất xúc tác giúp đội bóng Công an thi đấu thăng hoa, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0. Giải bóng chuyền TP HCM mở rộng lần thứ nhất có 8 đội tham gia, gồm đội chủ nhà Công an thành phố, Bến Tre, Trà Vinh, Long An, Vĩnh Long, Bình Dương, TP HCM và câu lạc bộ Visaka Vương quốc Campuchia. Giải làm sống lại không khí bóng chuyền đỉnh cao ở TP HCM vốn trầm lắng nhiều năm qua. Đây cũng là cơ hội cho các đội trong nước cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, trui rèn bản lĩnh trước thềm giải bóng chuyền vô địch quốc gia và giải hạng nhất.